ta sẽ đến với trận đấu chung kết. À xin lỗi, trận đấu thứ hai trong trận đấu thứ ba, Hitty của game thủ Mạnh Hào. Đây là trận đấu thứ hai của trận đấu này. Xem phô của phía đối phương, bên mình là Hitsum. Nam Soukyu là người được cầm Phodesian và Sáng Gula được cầm Xeang. Hồng Quân được cầm Summer và Mạnh Hào cầm Hit. Quân vẫn đánh được. Bạn có xem phô hai đội quân tuyển về ép đời. Đây là Hitty, game thủ Mạnh Hào. Rồi hiểu rằng không đóng được gờ ở đấy đâu mà lùa. Chỗ đấy gợn giống hết rồi. Đây, đóng lên trên này, chuẩn rồi. Hitty, quả đầu có 6 cây và 7 hiệu đồng thấy rồi. Hồng Quân là người được cầm Sumerian. Một bãi quả có 7 cây dành cho anh. Bằng gần góc 9 giờ. Trận này sẽ phải thi đấu thực sự mạnh để đối đầu lại một phô một xem về phía đối phương đây. Và có voi, một đôi đi. Bãi vàng đẹp luôn, hiệu đầu thấy rồi. Và một cái rừng đẹp dành cho game thủ Hồng Quân. Summer lại dần rất là trì. Kín luôn này. Hy vọng ở đây sẽ một đôi voi dành cho người cầm Sumerian. Một đôi, chuẩn luôn. Tiêu đầu đi sát mép bản đồ. Đi tìm nó bán quả phụ nữa thôi là đủ đồ thì cầm Sumer. Cầu voi về. Mạnh Hào cầm Hitty thì cứ kệ cái cơ cấu thôi. Cung được thì cung, không cung được thì chém. Chắc là cầm Hitty và sẽ đánh cung thôi. Có voi đầu tiên được cái thủ ông quân đưa về nhà chính cho mình. Tăng thêm em và đi dò nữa. Đây là máy game của Mạnh Hào. Hitty. Năm con hiêu là được anh đưa về nhà chính. Đông dần đi dò không biết thấy thêm đồ gì ăn thấy chưa. Sẽ tiếp tục cắt dần ra để lùa hiêu. Có quả phụ ở giữa hai nhà. Đó là Mạnh Hào múc rồi. Không e. Còn đang đi tìm thêm đồ ăn. Ôi giời ơi. Vâng. Tí nữa thì đi vào con đường tử thần. Đôi sư tử đứng cạnh. Rất may mà không bị nó cắn thoát nào. Né được, chắc đang ngủ gần. Phê. Mới chơi xong, sướng. Thôi, chúng ta sẽ đến với màn máy game của quần. Đây. Hai voi về nhà chính, S đầu lọc rồi. Bốn voi hiểu đầu. Và phủ chắc chắn là Mạnh Hào đã ăn. Và ăn cả hai sư tử này luôn. Đến Summer cơ mà. Hiểu đầu chỉ có 5 con ở đây thôi. Cố vậy. Hit ở trên đây. Rồi, đội đội voi tốt để cho thủ ông quân. Và đã kích đời. Kích kìa. 7-26 với 23 dân của Summer. Hết nhân đôi. Để hai con thiêu kia nó chảy ra ngoài thì mới có chỗ ăn được vàng. Và như vậy anh quyết định phi luôn. Ok. Bảo vệ Mạnh Hào vẫn thiếu đồ. Thôi kệ Mạnh Hào, chúng ta cứ xem game thủ ông quân chém. Biết đâu anh chém cơ đôi được. Chết một dân à? Vâng. Bài xăm ơi, chết một dân không ạ? Chỗ hai sư tử có xác gì kìa? Chết. Xoay tham xem nào. Vâng, chết mất một dân. Chủ quan thế. Đây là BB của game thủ quân. Mạnh Hào thì vẫn đang mải biết trong cái tình huống câu voi của mình. Đang bị sư tử gặm nữa. Câu thêm con voi này về. Phải ăn cả sư tử rồi. Nghèo. Bài đang muốn bo rộng. Rồi trở lại với ông quân vì anh đã lên đời. Đây là BB. Và BL đóng rồi, xin dò luôn. Cơ cấu ăn vàng và ăn thiêu. Oh,
Công giáp trông ngựa giò và chém khỏe thế nào. Xù mờ toàn là đà mới chất được. Đây rồi, màu 2 đó chính là xe hàng bên phía đối phương. Không, mình đang chọc đội bạn. Sáng cô là được xe hàng ăn được một dân rồi. Sáng cô là một cái thủ ép đời bình thường thôi, không sợ đâu. Xe hàng đây chém. Đang chọc nhà Mạnh Hà rồi. Và bây giờ thì anh quân sẽ ăn thêm 7 hiệu nữa. Ăn được 2 dân đối phương. Chọc nốt tên này. Đội bạn kín nhà luôn đấy. Bằng 2L thì gặp xe. Đấy, phổ của cái thủ Nam Sông Kiều người đấy cùng rồi. Ở trên mất giò 1L. Xem có nâng cấp đổi bánh xe không anh? Vâng, như vậy là 2L khô máu đội bạn luôn. Rất bốc lửa. Đã có 2 lạc đá chạy sang đấy hả bạn? Vâng, không kịp vậy. Hai con lạc đà của xe ở đây. Và phải kéo lạc đà về thủ đội bạn có thêm 2 lạc đà nữa. Nhưng cái thủ ông Quân cũng vậy. Chém đối phương nào. Và vẫn còn một vài lạc đà đội bạn trong nhà. Lủng rồi. Hơi khê, bài Mạnh Hào lên đời muộn quá. Cố gắng chém tham lai chỉ 22. Mạnh Hào tham lai là 26. Nhưng mà Nam Sông Kiều nhà đang khỏe nguyên. Nam Sông Kiều đang khỏe nguyên ở nhà. 3 BA bắt đều. Ra thêm ruộng. Hơi khê thì Mạnh Hào. Còn đây là cái thủ ống quần. Lạc đà của anh đang có cũng là khá nhiều đối đầu lại với lạc đà của xe. Các bạn cũng rất rất đông lạc đà đấy. Giữa quần kêu ở cùng quần với Mạnh Hào không? Rồi, lùi. Các bạn bắt đầu sang nhà Mạnh Hào kìa. Và Nam Sông Kiều đây cũng ra để bắn vào khoanh ruộng Mạnh Hà, xin lỗi của game thủ Hồng Quân rồi, một tình huống đẩy chéo đến từ Nam Sông Kiều để bắn nhà chém trước. Còn nhà Mạnh Hà thì cứ gậy để sau, điểm đầu đã bị Seang trọng yếu rồi. Hôm nay đang là 24 để Hồng Quân với những con lạc đà Samarian sóc lại dần để ăn lại ruộng. Cố lên nào. Hết lực ăn hàng rồi. Và đây là máy game thủ Mạnh Hào. Tham lai của anh đang là 40/56. Và vẽ thêm ruộng trong cái hốc của mình. Cái nhà bò rất là rộng như Mạnh Hào. Nhưng đều được cơ cấu rồi. Nhưng quan trọng bây giờ làm sao để đẩy được quân đối phương. Vâng, đứng chơi đây. Rồi, đang phan luôn rồi. Ở nhà thì khô đang có rất đông quần ốp vào nhà Mạnh Hào. Và tỷ số là 1-1 ở trong chiến đấu thứ 3. Chúng ta sẽ lại tiếp tục có một chiến đấu có trận bản lề nữa. 1-1 chia 3.